Chào toàn thể anh chị em trader, mình là Ryan đây và chào mừng các bạn quay trở lại với series chiến lược số 93 ngày 25 tháng 9. Trong video này, mình lại tiếp tục phân tích cấu trúc thị trường vàng để quý nhà đầu tư cùng các bạn học viên theo dõi với mình. Bắt đầu video thì cùng nhìn qua một số những cái tin tức quan trọng vào thời gian sắp tới. Và lưu ý thì đây đều là những cái tin tức cuối quý nên khả năng là phần nào nó cũng sẽ quyết định xu hướng của thị trường trong những cái tháng cuối năm 2023, và mình cũng sẽ cập nhật cho mọi người thông tin về những cái tin tức này thường xuyên hơn trong khoảng thời gian sắp tới ha. Và chúng ta sẽ có tin GDP của đồng USD vào ngày 28 cũng như là bản phát biểu của chủ tịch Fed vào ngày 29 này. Đó, thì đây đều là những cái tin tức quan trọng. Nói về kế hoạch trong tuần này thì trước tiên là chúng ta cùng nhìn qua DXY. DXY thì trong khoảng thời gian trước mình cũng có cập nhật liên tục cho mọi người là khả năng giá nó sẽ quay trở về mốc cao của khung thời gian tháng quanh 105.6 đúng không? Thì hiện tại là giá ở trên khung D nó đã về tới rồi ha. Và trong toàn bộ những cái nhịp tăng lên này thì nó cũng chỉ bao gồm ở trong một cái nhịp sóng bắt đầu từ 102 lên thôi. Bắt đầu từ 102.9 tăng lên. Sau cái nhịp phá vỡ này thì chúng ta cứ việc là chúng ta bám theo cái nhịp tăng này để mà chúng ta đi lên trên những cái khu vực thanh khoản ở trên này thôi ha. Và hiện tại nhìn tổng thể cấu trúc của DSI thời gian qua đi thì mình thấy là tiếp theo thì DSI nó vẫn đang muốn tăng tiếp lên trên, tăng tiếp lên tiếp những cái khu vực ở trên cao hơn ha. Cho nên là sắp tới thì chúng ta cũng sẽ có một cái chiến lược là chúng ta canh sell vàng thôi và quay trở lại với biểu đồ vàng. Trong tuần trước thì mình cũng có cập nhật cho mọi người ở trong nhóm ấy là cuối tuần chúng ta sẽ thoát cái lệnh này. Chúng ta sẽ thoát cái lệnh canh buy ở quanh khu vực 1915 và 1917 đi. Tại vì cuối tuần trước vào thứ sáu ấy thì mình thấy là giá vàng nó đã không thể nào mà nó thủng qua được cái mốc swing ở trên 1930. Ở 1 giờ ấy thì thị trường nó cũng đã tạo ra được một cái ship đảo chiều cho đội sell. Sau khi mà cái nhịp tăng lên 1948 này, nó đã không thể nào mà nó thủng qua được cái mốc swing quan trọng của chúng ta. Thì nói về cái mốc swing 1952 này, nếu như giá nó có thể là thủng qua được cái mốc swing này thì khả năng cao là cái vùng 1970 này của chúng ta sắp tới vàng nó mới có thể là nó đi về đây được. Còn hiện tại ở trên khung thời gian 4 giờ đi, giá nó đã không thể nào mà nó thủng qua được cái mốc swing này. Thì hiện tại mình đang có một cái kịch bản khác. Nếu như mà chúng ta xét cái đỉnh 1930 này, nó là một cái mốc inducement. Thì sau khi mà giá nó có cái động thái nó đi lên, nó xử lý cái thanh khoản ở đây đi, thì tiếp theo ấy là vàng nó sẽ có cái động thái quay trở về để mà nó xử lý tiếp cái thanh khoản ở bên trong cái cấu trúc con này. Ở bên trong cái cấu trúc con này của chúng ta ha. Đấy, như thế này. Đó. Cho nên là tạm thời trong những cái ngày đầu tuần thì mình sẽ lại tiếp tục mình tìm entry để mà mình sell vàng xuống, để mà mình sell vàng xuống. Nói về những cái chiến lược ở trong ngày của đội sell thì hiện tại giá nó đang bị kẹt lại ở cái mốc swing 1930 này, 1930 đó. Và chúng ta có thể sử dụng cái mốc 1930 này để mà chúng ta giao dịch ở trong ngày, ở trong cái TR 1930 cho tới 1915 đó. Nhưng mà đối với mình ấy, thì mình là một swing trader cho nên là mình sẽ chờ ở những cái mốc swing ha, và mình chờ ở bên trên 1945 cũng là cái mốc swing của khung thời gian 1 giờ. Giá nó tạo ra sau khi mà nó thủng qua và nó tạo ra một cái ship này thì mình thấy là mình có thể sử dụng cái mốc 1941 ở trên này. Mình confirm sell và mình sell về cái mốc 1900 ở bên dưới này. Và do là khung thời gian 4 giờ ấy, giá nó đã có một cái nhịp phone break. Giá nó tăng lên trên này, 1947 rồi sau đó nó quay trở về, nó tạo ra một cái chốc. Thì chúng ta sẽ đánh giá đây khả năng cao nó là một cái nhịp SH ha. Nó là một cái nhịp SH ở bên trong cái đoạn cấu trúc này. Và hiện tại thì vàng nó sẽ đi xuống bên dưới này để mà nó xử lý cái mốc thanh khoản ở bên dưới 1901 trước. Thì cái mốc thanh khoản này thì như mình đã nói với mọi người ở trong group rồi, cái này nó tăng lên, cái này giá này nó tăng lên ấy, nhưng mà cái đỉnh này nó không thể nào nó chốc qua được cái swing. Thì khả năng là cái đáy này nó sẽ là một cái đáy yếu ha. Đáy yếu thì mình cứ xét nó là thanh khoản rồi mình dùng để làm TP thôi. Mình dùng để làm TP. Và đối với những ai mà chúng ta đang muốn giữ cái view buy của mình thì chúng ta chờ giá nó đi xuống, nó xử lý cái mốc thanh khoản này, đi vào bên trong cái lại cái vùng boy của chúng ta này,
Đó thì ok, lúc này chúng ta lại có thể tiếp tục là chúng ta confirm để mà chúng ta bay lên. Nhưng mà tạm thời do là khung thời gian 1 giờ nó đã có một cái chốc đảo chiều, cho nên là mình sẽ đảo chiều sale ở trong những cái ngày đầu tuần ha. Và entry của mình thì mình sẽ chờ quanh 1944 ở trên này. Đó, còn đối với những ai mà chúng ta đang có view là vàng nó đi lên quanh 1970 hoặc là 2000 ấy, thì hiện tại là mình vẫn chưa đủ thông tin. Hiện tại mình vẫn chưa đủ thông tin về cấu trúc để mà mình nói là vàng nó có thể đi lên những cái vùng cao như thế ha. Hiện tại thì mình sẽ follow theo trend của khung 1 giờ, sell xuống bên dưới 1900. Và nếu như có những cái sự thay đổi trong cấu trúc, mình sẽ cập nhật cho mọi người liên tục ở trong nhóm ha. Và ngoài vàng thì chúng ta cũng sẽ có một số những cái cặp khác chúng ta cần lưu ý. Ví dụ như về EZ, EZ thì tuần trước giá nó đã không có giảm thẳng về cái boy này. Giá nó đã không có giảm thẳng về cái boy này, và mình thấy là trong tuần này thì thị trường nó cũng để lại cho chúng ta một cái mốc EWA2 như thế này. Thì đây nó là một cái mô hình fallback ha. Chúng ta sẽ chờ cho giá nó đẩy lên, đi lên trên cái vùng boy 159.5 này của chúng ta này. Đó, để mà chúng ta canh sell xuống. Canh sell thì tất nhiên là chúng ta vẫn sẽ sell trước về cái boy 156, 156 ở bên dưới này ha. Còn xa hơn đối với EZ thì mình thấy là khả năng nó có thể giảm về cái mốc swing ở bên dưới này. Nhưng mà tất nhiên là chúng ta cũng cần phải chờ cho giá nó thủng cái swing nhỏ ở trong này đã nhé. Ở trong mốc 155.5 này. Thì tiếp theo là chúng ta mới có thể phân tích là EZ nó về tiếp ở bên dưới này. Khác với EZ thì những cái cặp khác như là GZ đi. GZ thì nó vẫn giảm, nhưng mà nó không có để lại một cái cấu trúc đủ đẹp để mà chúng ta tìm entry ở những cái vùng ở bên dưới này ha. Cho nên là tuần này mình sẽ đứng ngoài đối với GZ, mình sẽ quan sát EZ. Rồi, đối với GU, GU thì như mình nhận định trước đó, giá nó vẫn sẽ tiếp tục nó giảm xuống. Tuần trước ấy thì cũng có khá là nhiều anh em phân tích đây nó là một cái mốc swing. Bên trái thì nó có SH này, cho nên là chúng ta chờ CE ở bên dưới này. Nhưng mà mọi người cũng thấy là giá nó không có bất kỳ một cái nhịp phá vỡ nào đủ uy tín để mà chúng ta có thể là chúng ta bắt buy lên. Nếu như mà mọi người có bắt buy ấy, thì có nghĩa là mọi người đang bắt buy ở những cái cấu trúc minor ha. Có nghĩa là nó đều là thanh khoản cả thôi. Và nếu như mà mọi người tìm entry bằng thanh khoản ấy, thì khả năng cao là tuần trước mọi người đã bị GU nó quét rất là nhiều. Bị GU nó quét rất là nhiều ở quanh cái mốc 1.23 này. Và theo nhận định của mình ấy, thì GU nó vẫn sẽ tiếp tục giảm xuống cái vùng boy 1.20, 1.203 ở bên dưới này ha. Những ai mà chúng ta đang có view buy ấy, thì mình nghĩ là chúng ta nên chờ đợi lâu hơn, chờ đợi lâu hơn. Khi mà giá nó có những cái chốc, những cái BOS ở khung thời gian D, thì ok lúc đó chúng ta tham gia chúng ta buy nó sẽ an toàn hơn. Còn hiện tại thì mình thấy là GU vẫn sẽ tiếp tục giảm xuống. Đó, những cái tin tức về đồng GBP thì hiện tại nó cũng đang ủng hộ cho chúng ta, cho thấy là đồng GU nó sẽ tiếp tục nó giảm xuống ha. Rồi, ngoài ra ấy, thì chúng ta cũng đang theo dõi con dầu. Dầu thì cũng không có gì quá thay đổi ha. Giá nó vẫn đang quanh quẩn ở quanh cái mốc 90 cho tới 88.9 là một cái swing mới, là một cái swing mới của chúng ta. Đó. Nhưng mà trong tuần này thì mình thấy là dầu nó đã tạo ra được một cái mô hình những cái mốc cao bằng nhau như thế này. Và đây thì nó lại là một cái bốn cái đỉnh bằng nhau lận, cho nên thì mình đánh giá ấy, nếu như mà giá nó tăng lên thì đây sẽ là một cái lực tiếp cận rất là mạnh đến cái vùng canh sell của chúng ta. Cho nên là bắt buộc là chúng ta sẽ cần phải đánh CE. Chúng ta bắt buộc sẽ phải đánh CE. Còn nếu không ấy, không có tín hiệu giảm ở quanh cái khu vực này, thì dầu nó vẫn sẽ tiếp tục tăng lên những cái khu vực cao hơn ở trên này, cao hơn ở trên này. Thì nếu như trong trường hợp giá nó có thể thủng qua được cả cái vùng swing này đi, thủng qua được cái swing này đó, thì ok là giá nó sẽ tiếp tục nó tăng về cái vùng boy ở trên quanh khu vực 108 ha, 108 và 106 ở trên này đó, đúng không? Tại vì nếu như mà giá nó chốc qua được cái swing này đi thì toàn bộ cả cái khu vực này khả năng cao nó là thanh khoản hết ha. Đây nó khả năng là nó sẽ là một cái SMC strap đó, cho nên là giá nó sẽ tiếp tục nó tăng lên trên này. Thì mọi người, những ai mà chúng ta đang giao dịch dầu, chúng ta đang có view sale ở đây, thì chúng ta cũng cần phải chú ý
Nếu như mà có confirm ở H1 thì ok, mọi người có thể là tham gia chúng ta giao dịch ha. Tại vì đây là một boy của D1 đúng không? Thì nếu như mà có confirm thì bắt buộc phải là confirm ở H1 hoặc là H2 thì chúng ta mới có thể là tham gia chúng ta giao dịch được. Còn không thì mình sẽ đứng ngoài. Rồi. Thì đó là toàn bộ những cái nội dung mình chuẩn bị trong video ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ kênh trong khoảng thời gian vừa qua, và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.